quý thân tín hữu một lần nữa chúng tôi xin dâng lên thiên chúa lời tạ ơn và chân thành cảm ơn ưu tiên và thì giờ quý vị dành cho chương trình văn hóa niềm tin đề tài của chúng ta hôm nay là biết về cõi nào cõi là nơi đến sống trên cõi đời ta có cõi tình cõi vắng ra khỏi cuộc sống ta có cõi mộng cõi thiên thai cõi âm cõi phước cõi vĩnh hằng sinh ký tử quy sống gửi thác về đó là về thì phải về cõi về cõi về là nơi chúng ta đi đến trong chuyến đi sau cùng của cuộc đời nhạc sĩ trịnh công sơn viết có một cõi đến và có một cõi về đến với đời từ hư vô và một ngày nào đó sẽ trở lại với hư vô biết được trời đất và biết mình đi giữ được lòng thanh thản trong chúng đi đi về về ấy Ai cũng có một cõi đi về Vì vậy xin có lời chúc bình an Cho cuộc hành hương dành riêng cho mỗi người Trong cuộc sống này Thưa quý vị và các bạn Cuộc đời con người dẫu có Nhân linh ư vạn vật Với nhiều ước mơ hoài bão tham vọng Thì cuối cùng cũng mang số phận giống như chiếc lá mong manh nấm mộ là nơi ta an nghỉ muôn đời thay vì những căn nhà đô sổ với đầy đủ tiện nghi như tác giả thánh vịnh viết ba tắc đất mới thật là nhà nơi ta ở muôn đời muôn kiếp một cõi đi về là các bụi hư vô nơi ta đã được tạo tác bởi bàn tay của đấng tạo hóa không gian buồn vắng cùng những tiếng khóc sụt sùi nuối tiếc những quan tài sơn son thếp vàng với những tràng hoa đắt tiền như là một sự à, tưởng thưởng của người sống dành cho người chết thế nhưng cõi về cõi về đó sẽ ra sao nếu không có niềm hy vọng cho một cuộc sống tiếp diễn giả như không có một cánh cửa nào mở ra khi cánh cửa cuộc đời này đóng lại thì cuộc sống đời này còn có nhiều ý nghĩa trần gian này chỉ là quán trọ hay là nơi chôn vùi cuộc đời con người trong những cái hạnh phúc hữu hạn sau những tiếng kèn trống rộn rã của ngày đưa tang chỉ là nấm mồ in dấu sự chết ấy là tiếng kèn của chiến thắng vinh quang là người tin nhận công ơn cứu chuộc của Chúa Kitô Giêsu, chúng ta có niềm hy vọng phục sinh nhờ kết hợp với cuộc khổ nạn và vượt qua của Chúa Kitô Giêsu là nguồn cội của sự sống và sự sống lại. Vì vậy, chúng ta định nghĩa cái chết là sự thay đổi chứ không phải là mất đi. Và khi con người nằm yên trong giấc ngủ mắt nhắm lại rồi sẽ thấy tương lai cõi về của người có đức tin những người đang lữ hành trên dương thế nhưng lòng hân hoan hướng về trời cao nơi đó là tương lai của họ vì thế chết là từ giả cõi đời ngừng sống chết là chuyển từ giai đoạn sinh động sang giai đoạn hết sinh động chết là khi tim ngừng đập, hơi thở ngừng lại và khi thân thể trở nên một xác không còn có sự sống. Đối với loài người sự chết là sự tách biệt của thân thể hồn và linh. Thân thể xuống mồ và tan thành các bụi. Chỉ có thế, nhưng Thánh Kinh cho biết rõ ràng rằng thần linh trở về cùng Đức Chúa Trời. Thánh Kinh trong sách truyền đạo đồng 12 câu 7 chép bụi tro trở về đất y như nguyên cũ và thần linh trở về với Đức Chúa Trời là đấng đã ban nó. Có ba loại sự chết. Sự chết thuộc linh, sự chết thuộc thể và sự chết đời đời. Trong trường hợp chết thuộc thể đó thì khoa học hiện đại và các bác sĩ có thể làm nhiều điều để kéo dài cái cuộc sống ra. Và đời người được kéo dài ra nhưng điều đó chỉ tạm thời, tạm đình hoãn lại cái chết mà thôi. Bác sĩ có thể ghi ra à, trong các nguyên nhân trong giấy tờ khai tử, nhưng thật sự chỉ có một nguyên nhân vì tội lỗi mà phải chết. Sự chết thuộc linh gây nên do sự không vâng lời đức Chúa trời là hệ quả trực tiếp của tội lỗi. Tội lỗi là nguyên do căn bản và bệnh tật là tác nhân trực tiếp Đức Chúa Trời dùng để thi hành bản án Ngài đã công bố trên nhân loại tại vườn đen. Sự chết thuộc linh cũng gọi là sự phân cách khỏi Đức Chúa Trời bởi sự ngu muội ở trong lòng họ và vì lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tăm xa cách xa cách xa cách Đức Chúa Trời. Có văn hóa thì bảo chết là mãn phần Chết là quá vãng, chết là quá cố Chết là quy tiên là về với ông bà yên giấc ngàn thu Nếu là bậc vua chúa thì bảo là băng hà Đối với quý vị là những người có niềm tin thì bảo chết là được chúa gọi về được an nghỉ nước Chúa, được ngủ yên trong Chúa, đã xong cuộc chạy, quý vị thích văn nghệ thì bảo cái chết là bỏ cuộc chơi hoặc đơn độc chỉ một chữ thằng tỏi lúa rụng tiêu riêng tôi thì cảm thấy ba chữ về với chúa là bình an nhất phước hạnh nhất để nói về cái chết về với chúa kỷ niệm trở về đã có từ ngàn xưa trong văn hóa thưa quý vị lá rụng về cội nước chảy về nguồn sinh ký tự quy quy là lúc trở về sống gợi, thác về về với ông bà về với tổ tiên khôn cũng chết dạy cũng chết chỉ có biết mới sống biết sống thì chắc có nhiều người biết đấy nhưng biết chết thì sao đây thưa quý vị và các bạn Quý vị và các bạn nghĩ sao nếu chúng ta nói biết chết thì mới thật sự biết sống. Kinh nghiệm nào tôi cũng có thể có. Nhưng tôi không có chút kinh nghiệm nào về sự chết cả. Tôi chỉ biết rằng thế nào tôi cũng sẽ chết. Nó chưa tới nhưng tôi đã nhìn thấy nó rồi. Tôi có cái chết như một sự chấm dứt cuộc đời gian khổ. Như một sự giải phóng khỏi kiếp sống bọt bèo. Với chiếc cửa dẫn vào một thế giới hoàn toàn xa lạ Với chiếc cầu bắt ngang qua một sự sống khác Như một sự biệt ly Để bước xuống thầm lặng ngàn đời Chết là chuyến đi xa nhất Đi không bao giờ về Chuyến đi xa nhất mà cũng là chuyến đi cô đơn nhất Tôi sẽ ra đi một mình Tôi sẽ một mình chìm vào trong sự chết của tôi rồi cái gì bên kia sự chết Hiện giờ tôi không nhìn thấy gì cả Nhưng tôi tin chắc rằng vị đầu tiên tôi sẽ gặp mặt Chính là cha thiên liêng của tôi trên trời Điều đó khiến tôi an tâm để nghĩ về cái chết Nếu có ý thức về sự hiện hữu của linh hồn Thì cần nhận thức rằng Linh hồn thuộc về Thiên Chúa và không có gì khỏa lấp nổi sự trống vắng của linh hồn ngoài niềm tin đặt nơi Thiên Chúa. Tác giả khúc Thủy Du chia sẻ cái ưu tư về cõi vắng và nỗi trống vắng của linh hồn mình. Hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới. Trong cái nhìn đó, ông nhìn thấy có sự trống vắng mà thôi. Cuộc đời là những chuyến xe như lời ví sánh của tác giả ca khúc nghe những tàn phai. Chiều nay em ra phố về, em thấy đời mình là những chuyến xe. Còn đây âm vang não nề, ngày đi, đêm tới, trăm tiếng mơ hồ. Thấy gì nữa? Thấy người chia tay nhau ở cuối đường đó. Rồi lại ngày đi đêm tới, trăm tiếng hư không, mơ hồ rồi bây giờ lại hư không đi nữa chiều nay em ra phố về một lần nữa thì em thấy gì em thấy mình em thấy đời mình nhìn đời giống như những nhìn một cái quán không bàn ghế còn đó nhưng mà chỉ còn in hơi bên ghế ngồi vì người đã đi rồi ngày đi đêm tới đã vắng bóng người người đã đi đã vắng bóng thưa thớt rồi vắng bóng người vì người đã đi trong chuyến đi sau cùng để đến một cõi về nhưng cõi về là đâu thưa quý vị và các bạn chúa cho chúng ta được hai lần gặp chúa lần thứ nhất để xác nhận rằng chúng ta có niềm tin bày tỏ là muốn về với Chúa. Muốn về với Chúa thì phải lập sổ đoàn tụ gia đình. Cam kết như thế thì Chúa sẽ đón tiếp chúng ta về với gia đình của Chúa. Để rồi, khi gặp Chúa lần thứ hai đó, là khi thân xác trở về với các bụi, thì linh hồn sẽ được về với Chúa, Để gặp Chúa nơi cõi về lãnh tụ môi xe gọi cõi về là nơi ở của chúng con hai chữ nơi ở trong mặt kép môi xe đã nhận ra nơi ở đó chính là chúa cứu thế giê xu xác nhận rằng ngài đi sắm sẵn cho con dân chúa một chỗ ở một nơi ở nếu có kinh thánh quý vị có thể xem trong văn đoạn 14 câu 1 chép như thế này lòng các con đừng bối rối ta đi sắm sẵn cho các con một chỗ rồi ta sẽ trở lại đem các con đi với ta để làm gì hầu cho ta ở đâu thì các con cũng ở đó các con cũng ở đó với ta là nơi đó là chỗ ở mà môi xe đã nói từ ngàn năm trước trong thánh vịnh chim như một cuốn truyện hay mà chúng ta đã biết được cái kết cục của nó. Kết cục của nó là họ vui hưởng hạnh phúc trọn đời. Những cuốn truyện của Disney kết thúc câu chuyện thật là đẹp. Một okay, cái kết thúc thật là hồ hỉnh. They live happily ever after. Tôi biết rõ là they live happily ever after. Thì khi lật những trang trước cái chương cuối còn lại đó, như cái đoạn giữa của cuốn sách đó đó cho đến khi gần hết thì dù có hồi hộp lo âu bối rối ưu tư đến đâu đi chăng nữa vẫn cảm thấy an tâm vì sao chúng ta biết được cái đoạn kết nó là họ vui hưởng hạnh phúc trọn đời an tâm được phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi tôi sẽ ở trong nhà đức jehovah cho đến lâu dài Tôi sẽ vui hưởng hạnh phúc trọn đời trong nhà Chúa. Tôi sẽ vui hưởng hạnh phúc đời đời nơi cõi về trong nhà của Chúa. Thi Thiên 23 câu 6 chép cái dòng nhật ký sau cùng của cuộc đời David. Và chúng ta cũng có thể cậy vào đó mà sở hữu hóa, mà cá nhân hóa để viết dòng nhật ký sau cùng của cuộc đời của mỗi chúng ta rằng tôi sẽ ở trong nhà của Chúa cho đến đời đời vô cùng